Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm. Với mỗi chương trình thực tế khác nhau, chúng ta sẽ được thấy rất nhiều khung cảnh và nhân vật được thay đổi. Trong chương trình Thay răng sứ cũ, đổi răng sứ mới tiết kiệm đến 99,9% của Nha Khoa Ân Tâm cũng vậy. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với vị khách hàng thứ 811 vừa tham gia chương trình Thay răng sứ cũ, đổi răng sứ mới cùng Nha Khoa Ân Tâm. Và xin mời tất cả mọi người hãy cùng gặp gỡ vị khách hàng này và bắt đầu buổi trò chuyện cùng với Nha Khoa Ân Tâm nhé. Trước tiên chị Chi hãy chia sẻ đôi nét về bản thân chị để cho mọi người đang xem kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm được hiểu hơn về bản thân chị được không ạ? Xin chào cả nhà, em tên là Chi và em đến từ Đồng Nai. Vậy thì chị Chi ơi, hiện nay là có rất nhiều phương tiện truyền thông nè, có thể giúp cho chị Chi tìm được một nha khoa uy tín để mình thay răng sứ mới. Thì không biết là bằng hình thức nào mà chị Chi lại biết đến Nha Khoa Ân Tâm vậy ạ? Em biết nha khoa qua những cái hình thức là em lướt Facebook và thấy các trang bay của nha khoa bên mình, về sau đó em vào em xem thì thấy những cái hình ảnh về khách hàng bên nhà mình rất là nhiều và đẹp, nên em quyết định là đến đây và trải nghiệm. Chị Chi ơi, theo như em được biết là trước kia là chị Chi đã từng làm răng sứ rồi. Thì không biết là tình trạng răng ban đầu của chị Chi nè, mình gặp phải những cái khuyết điểm gì mà chị Chi lại quyết định làm răng sứ vào thời điểm đó vậy chị? Tình trạng răng cũ của em là form răng không được đẹp, không đều và răng màu răng không được trắng sáng. Cho nên em quyết định là đi làm răng mới. Chị Chi mình làm răng sứ được cách đây bao lâu rồi chị có nhớ không ạ? Em làm 2 năm trước. So với cái thời điểm mà chị Chi làm răng sứ nè, với lại thời điểm bây giờ thì chị Chi có thấy có sự khác biệt gì không? Về thời gian nè, cũng như là form răng nè, hoặc là màu sắc răng nè, chị Chi có thể chia sẻ rõ hơn được không? Phải nói là rất là khác. Và form răng bây giờ hiện tại nè, em làm thì em cảm thấy rất là hài lòng, rất là đẹp. Và đặc biệt là dáng răng em rất là ưng luôn. Màu sắc thì rất là trắng sáng, hài lòng, đúng cái nhu cầu của em mong muốn. Chị Chi đã làm răng sứ trước kia rồi, thì cái bộ răng sứ cũ đó, nó có khuyết điểm gì mà chị Chi lại muốn thay qua răng mới ấy chị? Bộ răng sứ cũ của em là em không thích là cái dáng răng, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là màu sắc răng, em muốn trắng sáng như bây giờ. Nhưng mà màu sắc răng cũ này nó chỉ là màu tự nhiên thôi. Và nha khoa làm cho em bộ này rất là trắng, sáng, đẹp, hợp với tuổi trẻ. Chị Chi biết đến Nha Khoa Ân Tâm thông qua tìm hiểu trên trang fanpage của Nha Khoa. Thì khi mà chị Chi tìm hiểu nè, thì chị Chi có biết đến Nha Khoa Ân Tâm đang có chương trình Thay răng sứ cũ, đổi răng sứ mới không chị? Dạ em có biết ạ. Thì em lướt Facebook thì em cũng thấy những cái hình ảnh video của trang bay đăng lên. Thì em có vô em theo dõi và em nhắn tin cho Bay. Em cũng được giao lưu với rất nhiều khách hàng đã tham gia chương trình thay sứ của Nha Khoa rồi. Thì mỗi người thì em thấy có những cung bậc cảm xúc khác nhau khi mà biết đến chương trình thay răng sứ của Nha Khoa. Thì không biết là chị Chi khi mà chị được các bạn tư vấn viên nè, cũng như là khi mà chị đến Nha Khoa, chị được đội ngũ bác sĩ tư vấn nè, thì chị Chi cảm thấy chương trình này như thế nào, cảm xúc của chị như thế nào, chị có thể chia sẻ cụ thể hơn được không? Em thấy rất là vui, rất là hài lòng. Thì không nghĩ là đến nha khoa lại được tiếp đón một cách nhiệt tình và được nhiều quyền lợi cho mình đến như vậy. Khi chị Chi đến với Nha Khoa Ân Tâm và được các bác sĩ thay cho chị qua một bộ răng mới nè, thì chị cảm thấy hàm răng mới này như thế nào? Có đúng như mong đợi của chị không? Sau khi làm răng sứ bên Nha Khoa bên Ân Tâm xong thì em thấy hàm răng của em rất là đẹp, rất là ưng ý và hài lòng vì có một cái dáng răng mà em mong muốn. Sau khi chị Chi đã được thay một bộ răng mới nè, thì chị Chi có thể chia sẻ cảm xúc của chị sau khi mà chị tham gia chương trình thay răng sứ này được không ạ? Sau khi tham gia chương trình thì em cảm thấy rất là bất ngờ vì khi khách hàng đến là mình vẫn được hưởng rất là nhiều quyền lợi và được một hàm răng sứ rất là ưng ý, hài lòng. Chị Chi là khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ thay răng sứ cũ đổi răng sứ mới tại Nha Khoa Ân Tâm. Thì không biết là trong quá trình làm thì chị Chi cảm thấy thế nào? Thời gian mình làm có nhanh hơn so với thời gian trước chị Chi làm răng không chị ha? Em cảm thấy làm răng ở bên mình là thời gian là nhanh. Và đặc biệt là bác sĩ rất là kỹ, làm rất là tận tâm luôn.
có rất nhiều khách hàng là họ chia sẻ với em là họ sợ khi mà gỡ răng sứ cũ ra. Thì không biết là chị là khách hàng đã tham gia chương trình thay răng sứ tại nha khoa rồi, thì chị cảm thấy trong quá trình làm thì chị cảm thấy như thế nào? Chị có thể chia sẻ cho mọi người có động lực hơn được không ạ? Trong quá trình làm thì cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà trong quá trình mà gỡ răng sứ cũ của mình ra thì mình chỉ hơi tê một chút là khi chất thuốc tê vào lợi thôi, còn hoàn toàn cái thao tác là mình sẽ không cảm giác gì hết vì chất thuốc tê rồi. Chị có cảm thấy là cái quy trình làm nó nhanh hơn so với lần đầu tiên chị mài răng không? Em cảm thấy rất là nhanh, mình chỉ cần gỡ răng sứ cũ ra thôi và 2-3 ngày sau mình quay lại ráp răng rất là nhanh luôn. Chị Chi là khách hàng vừa mới được nha khoa Ân Tâm thay qua một bộ răng sứ mới nè, thì chị Chi có đôi lời nào chia sẻ đến những vị khách hàng cũng đang mang răng sứ như chị Chi nè, để giúp cho họ có động lực hơn đến với nha khoa Ân Tâm để thay một hàm răng sứ mới đẹp như chị Chi được không ạ? Sau khi tham gia chương trình này, mình thay răng sứ thì so với những cái bộ răng sứ trước kia của mình làm thì sẽ rất là nhiều chi phí. Còn khi mà tham gia chương trình này thì mọi người được tiết kiệm hơn rất là nhiều, mà được một bộ răng rất là ưng ý. Sau khi chị Chi đã tham gia chương trình thay răng sứ cùng với nha khoa Ân Tâm thì không biết là chị Chi có thông điệp nào dành đến những vị khách hàng đang sử dụng răng sứ cũ và cũng đang mong muốn có được một hàm răng sứ mới đẹp như chị Chi được không ạ? Mọi người cứ tự tin mạnh dạn khi mà đến với nha khoa bên Ân Tâm và sử dụng dịch vụ thay răng sứ cũ đổi răng sứ mới thì mình sẽ được tiết kiệm rất là nhiều chi phí cho bản thân mình, và đến đây mình sẽ thay được một bộ răng mới màu sắc đẹp. Và mọi người ơi, đây là chương trình thực tế và mình cũng là khách hàng thực tế. Nếu mà mọi người chưa tin thì mọi người cứ đến và trải nghiệm, nhắn tin cho nha khoa Ân Tâm để được tư vấn nhé. Cảm ơn chị Chi đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia buổi trò chuyện cùng với nha khoa Ân Tâm ngày hôm nay. Thông qua chia sẻ thực tế từ chị Chi, nha khoa Ân Tâm hy vọng rằng trong tương lai sẽ được đón tiếp và gặp gỡ cùng với nhiều vị khách hàng hơn nữa, đặc biệt là những vị khách hàng đang mang răng sứ cũ và có mong muốn được thay răng sứ mới. Được biết đến chương trình thay răng sứ cũ, đổi răng sứ mới tiết kiệm đến 99,9% cùng với nha khoa Ân Tâm. Chúng tôi rất hân hạnh được trao cơ hội nâng tầm nụ cười và lắng nghe nhiều hơn cảm nhận của quý khách về chương trình thay răng sứ ý nghĩa mà chúng tôi đang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những số quay tiếp theo.